Lần trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn làm ra vẽ ra một bạn sư tử con và bố của bạn sư tử con, đúng không? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục để vẽ ra mẹ của bạn sư tử và chị của bạn sư tử nhá. Đây là bức mà mình đã vẽ bằng bút chì trước rồi, bây giờ chỉ việc viền lại thôi. Đây, bây giờ ta cùng bắt đầu. Để chúng ta hoàn thiện ra được một gia đình sư tử. Đấy. Cái này sẽ có hai con sư tử liền luôn, cho nên sẽ bị diễm theo cái nét bút chì rồi. Đấy, như thế là sẽ ra được. Đã hoàn thành xong sư tử mẹ, tiếp theo đến sư tử chị, cả một gia đình chính là lý. Đợi xem cái này ra nhé. Như thế là sẽ hoàn thành được cái đất này. Đây, để thảo cỏ. Đấy, tiếp theo là cái mấy cái cây nữa. Đấy. Được rồi, tiếp theo ta sẽ tô màu. Vương của sư tử chị sẽ là màu vàng này. Đây, sư tử mẹ này. Đấy, thế là được. Theo thì mình sẽ dùng cái màu vàng nha. Tô vào bụng của sư tử mẹ và sư tử chị. Đây là màu dạ cho nên tô nó kiểu như này. Đấy. Đã xong. Tiếp theo là đến lượt. Cái phần này mình sẽ dùng vào này. Để mình kiểm tra phần nhá. Được. Những con sư tử thường sẽ có đúng không? Cái phần lông và da màu nâu. Lại gậy. Tôi không sao. Vậy nhưng mà mình cũng dùng được. Đấy. Các cậu nhìn thấy chưa? Phải các bạn mới đúng chứ nhỉ?
Đấy, như thế em xin được. Mình tô bằng màu sáp cho nên trông nó đẹp. Đấy, đẹp rồi. Mình sẽ lấy tiếp màu và làm cái tô. Đấy, như thế là đẹp rồi nhỉ. Tiếp theo sẽ phê đến. Bố chung lắm ra một con sư tử chưa không? Hiến. Thân tây nha. Trước tiên mình sẽ tổ vào họ. Còn nó thì chỉ là không quan trọng lắm, nhưng mình chỉ có sơ sơ quá thôi. À đúng không, cái lúc mà mình tô sư tử con ý, thì chợt nghe thấy tiếng khóc ở đâu đó. Thì nhìn vào bức tranh thấy bạn sư tử đang khóc. Thế là mình hỏi: này bạn sư tử con ơi, sao bạn khóc thế? Sư tử con vừa khóc vừa trả lời: hu hu hu, bố tớ đâu, mẹ tớ đâu. Thế còn và chị tớ nữa. À chuyện này cứ giao cho mình sẽ giúp bạn. Ơ vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều. Đấy, thế là hết rồi. Vậy là mình mới bắt đầu vẽ thêm gia đình nhà sư tử để cho bạn sư tử con có thể gặp được bố, các bạn mẹ, các bạn chị của bạn ấy. Còn này mình chỉ tô sơ sơ qua thôi. Đấy, kiểu thế đã tô xong thì còn tiếp theo là thân cây. Xong sư tử mẹ và sư tử chị rồi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Hãy nhớ like, subscribe cho mình nhá. Tạm biệt.